Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì mình với lại Ngân tiếp tục đi khảo sát những hộ gia đình nghèo chưa có nước sạch để mà sử dụng. Thì hai chị em tụi mình đang đứng trước cái dòng sông là kênh HT5 nè các bạn. Thì các bạn cũng có thể thấy đó, nước rất là ô nhiễm luôn. Rác này là rác rất là nhiều, bà con xài thì sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì con chào bà nha. Ở đây hôm nay hai chị em mình đến với một hoàn cảnh rất là khó khăn, chưa có nước sạch để mà sử dụng. Đó là gia đình của bà Mười. Thì hiện tại bà Mười sử dụng cái máy dầu này như thế nào đó, bà Mười nói cho tụi con biết được không? Cái máy dầu này là quay lên rồi nước mới chạy lên. Cái máy này là bà hút từ nước ở dưới sông. Ở dưới sông chạy lên. Rồi truyền ống thẳng vô trong luôn. Dạ, vậy là mỗi lần bơm là phải quay rất là cực luôn. Quay nó không lên nữa, mất mồi nước. Cực quá ha bà. Dạ, là hoàn toàn là nước sông thôi. Dạ, nước sông. Dạ, vậy bà dắt con vô nhà xem sàn nước của bà nha. Chào cô nha cô. Dạ. Chào cô. Nhà bà ở đây hả? Bên đây là nhà của ai vậy bà? Dạ, đó con dâu. À, con dâu. Sàn nước thì phía sau. Là đã móng thẳng ra sau luôn hả bà? Thẳng luôn. Móng ra đây. Ở đây thì có hai cái bồn để mà để nước nè các bạn. Thì các bạn có thể thấy cái nước mà bà đang xài nè, rất là dơ luôn. Đây là cái ống mà nối để mà hút nước ở dưới sông lên đó. Thì nói rồi bà bơm máy dầu thì nước nó sẽ trực tiếp chảy vô trong cái bồn này luôn. Thì con thấy là nước rất là đục luôn bà ơi. Đục lắm luôn, bà có xài phèn không? Có xài phèn không? Để rửa chén rồi bắt rồi mà. Không có phèn. Dạ. Còn nấu cơm thì cái lù đó em lóng phèn nấu cơm. Vậy là sách vô rồi lóng phèn rồi nấu cơm nữa. Ở đây là rửa chén giặt đồ. Còn cái lù này, cái lù này là để lóng phèn rồi để rửa chén. Ủa để nấu cơm. Ôi, bà xài nước cực quá ha. Dạ. Con mời cô qua luôn nha cô. Dạ. Nhà bà ở đây hả bà Mười? Bà Mười ngồi đi, bà Mười, cô ngồi luôn đi cô. Cô ngồi kế bà đi. Dạ. Hôm nay thì hai chị em con đến là cũng thăm bà với lại cô. Thì cũng thấy hoàn cảnh rất là khó khăn luôn. Hiện tại thì bà với lại cô sống ở giữa đồng. Dạ, con thấy rất là khó khăn. Thì không biết là gia đình bà được mấy người ha? Gia đình có hai đoạn trai rồi, nhỏ thằng. Thứ hai là ở kế bên đây, còn thứ ba có vợ thành phố, nó mặn ở thành phố. Dạ. Mặn công ty mới. Dạ. Rồi hiện tại là bà sống ở đây với ai? Sống mình nên hả? Mình nên thôi. Hai chồng. Dạ. Rồi bà ở nhà bà có làm gì không bà? Mặn mướn. Cắt cái lúa, mặn cỏ, ai mướn mặn gì mặn mấy. Dạ. Còn cô ở kế nhà con dâu hả cô? Cô là con dâu. Rồi ở nhà là vợ chồng cô làm nghề gì? Ổng đi xịt thuốc mướn người ta đó. Dạ. Bệnh tim đâu có mặn được cái gì đó. Dạ. Cô bị bệnh tim hả? Bệnh tim. Mới mổ rồi đó. Mổ rồi còn mệt hoài đó. Dạ. Vậy là bây giờ chỉ ở nhà thôi. Ở nhà. Dạ. Cơm nước này kia. Dạ. Hồi đó giờ bà với lại cô á, sử dụng nước á, là trực tiếp ở dưới kênh HT5 luôn hay sao? Dạ. Dạ. Mình có xài nước nào tốt hơn nữa không? Hay là chỉ có nước không, đó thôi? Mà rồi nước uống thì mua nước thùng. Người ta vô đây đem, người ta chịu đem giao cho bà không? Mình lấy vô. Tiệm. Xa quá người ta không đem vô cho bà luôn. Không đem vô. Dạ. Rồi lúc mà bà xài cái nước đó lên đó, nhưng mà con nghĩ là sức của bà với là cô chắc đâu có giật nổi cái máy đó đâu ha. Không có đâu rồi, không có ổng nhà, không có con trai nhà cái mượn người ta quay giùm. Dạ. Rồi lên xài, mỗi lần quay vậy là mệt lắm á cô. Quay mệt lắm. Dạ. Rồi xài lên thì cô thấy cái nước nó làm sao? Nước nó đóng phèo ở trong, còn không phèo thì nó đục. Ô nhiễm nhiều không hả cô? Nhiều. Hồi tháng 2 nha, trên bãi rác nó xả xuống nha, nước nó đen thù lùi luôn. Dạ. Rồi bắt đầu xài không được, mua nước lọc về mất gửi, mới nấu cơm nữa. Nó xài không được, mua nước lọc về nấu cơm. Dạ. Thì là phải tốn thêm một phần chi phí nữa không bà? Dạ, khó khăn. Tắm không được đâu, đi ra ngoài. Tắm không được. Đi ra biệt ngoài tắm, xong lớn rồi đó. Dạ. Mỗi lần tắm là phải đi ra ngoài kia? Ra ngoài tắm. Đây đen lắm, dơ hầy à. Sao mà cực quá vậy, phải đi ra tuốt ngoài kia đâu mà tắm luôn. Nước uống thì phải chạy ra ngoài lấy mới có. Dạ, rồi mỗi lần mà sử dụng thấy có bị ngứa hay bị gì khác có, nữa không? Có, ngứa, bị gãy xuống luôn. Dạ. Tắm bị gãy xuống. Dạ, nhưng mà cũng phải gắng chịu thôi các bạn. Gắng chịu chứ sao vậy?
Hồi đó giờ không biết là bà với lại cô có biết đến nguồn nước giếng bao giờ chưa? Chưa có biết vậy. Chưa biết. Trâu múc kế bên mới biết á. Ước gì có cái giá xài này kia sạch sẽ, trong vắt. Dạ, cái đó thì có mua tưa nè, có ống dây luôn, thì hoàn toàn là mới hết luôn. Thì tụi con cũng rất là mong muốn sẽ được Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho gia đình của bà và cô một cái giếng nước sạch nha. Tại vì con cũng nghe tâm sự của bà với lại cô đó, thì không biết là bà có mong muốn là có cái giếng đó không? Bà nói vài lời đi. Mong muốn lắm chứ, muốn mong là mà cấp mà chưa có điện cứ hỏi chú Nhị đó. Chú Nhị nói chừng nào bác vô á, vô điện người ta mới cho bác. Dạ, bây giờ là nhà đã có điện rồi. Có điện cho xài mới được. Dạ, con cô thì cái, sao? Ba Tết á, con trai về cái nói con trai cứ gắn điện. Ước gì đó, ước có đó xài này kia. Dạ. Tại vì đâu có tiền đâu mà người ta cho tiền, nó vô điện bây giờ cho cây nước nè, xài. Cây nước xài, ra tiền vô. Dạ, tại vì con cũng biết là cô với bà cũng rất là khó khăn luôn. Nhưng mà tại vì nguồn của Mạnh Thường Quân tặng giếng thì nó có giới hạn. Một cái giếng này tới 4.500.000 đồng luôn. Là tụi con không thể nào mà tặng cho bà một cái, rồi nhà của cô một cái. Như vậy thì tội nghiệp những người sau họ không có. Nên là con mong là sẽ được một cái giếng thôi. Mình sẽ đặt ở chính giữa. Rồi lúc mà bà bơm thì bà lôi ống về. Còn cô muốn bơm thì cô lôi ống ngược lại. Thì mình để ở giữa nè, tại vì hai nhà cũng gần nhau. Thì con không biết là bà với cô có đồng ý như vậy không? Để cho ý. Cho vậy cũng mừng lắm đó. Cảm ơn mấy cô. Dạ. Thì sắp tới thì con hy vọng sẽ có Mạnh Thường Quân hỗ trợ một cái giếng nước sạch nha. Cho cả hai mẹ con có được nước xài luôn. Không có cần phải xuống sông vất vả nữa. Dạ. Rồi chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ rồi. Dạ con cảm ơn. Dạ. Ngày hôm nay thì hai chị em tụi mình rất là vui mừng luôn khi được khai mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là nhóm hạt giống nhỏ đến hỗ trợ cái giếng nước nhà của bà ba. Thì hôm nay giếng nhà bà đã làm hoàn thành rồi đó các bạn, rất là vui luôn. Mời các bạn cùng vô thăm bà nha. Dạ. Đi thôi. Chào bà ba. Chào. Dạ. Con chào ông. Dạ, đây là... vậy là hôm nay là có đầy đủ cả bà ba và ông ba ở nhà luôn. Dạ, thì tụi con đến thì cũng chúc mừng. Dạ, được rồi. Cũng chúc mừng ông bà ba là đã có giếng nước sạch rồi. Thì chắc là ông ba hay bà ba dắt cho con đi coi cái chỗ hậu khoan được không? Được. Dạ, ở đâu vậy ông bà ba? Đó đó. Ờ. Vì ở đây sao mà khoan ở bên đó vậy ông? Vì hai cha con. Hai cha con. Mình chạy chùa cái đường đó nó cũng thuận tiện. Đi qua bên kia luôn được luôn. Nhưng mà để con qua con coi trước cái đó. À cái giếng là khoan ở chỗ này. Hồi lúc trước con có trao đổi nói với lại bà ba và cả con dâu của bà ba là khoan ở giữa, nhưng mà sao bây giờ nó lại nằm bên nhà của con dâu bà bây rồi. Dạ, bên này đó nó thuận tiện hơn. Dạ. Nó thuận tiện là bởi vì cái mạch nước nó cũng có đầy đủ. Nó không có trở ngại gì cái nước khoan. Một phần lý do là ông bà chấp nhận khoan ở đây đó là tùy theo cái nguồn nước đúng không ạ? Chỗ này là tốt nhất nên là ông bà khoan chỗ này. Nhiều khi ở chỗ ở giữa nó không tốt bằng đúng không ạ? Nhưng mà ở đây thì ông bà có thuận tiện không? Thuận tiện. Nước trong rồi, nước sạch rồi. Vậy đó hả bà? Dạ. Cái mũ tưa nằm trong kìa bà, mình qua đây coi đi. Nếu vậy là bây giờ có mua tưa mà cũng để ở bên đây. Cái này đó là nó không có hoàn ống. Dạ. Đây, đây là mua tưa mới hoàn toàn luôn nằm ở đây. Vậy là ông bà với lại con bà xài chung ở đây thuận tiện đúng không ạ? Nếu mà thuận tiện thì tụi con vui rồi. Dạ. Rồi ống thì xài ở đây thì mình nói ở đây, còn nếu không thì qua bên nhà ông bà thì có tới không? Ống dây tới không bà? Tới bình bồn luôn. Đi luôn không ạ? Mà chạy lấy để mở vậy. Khoan nha, đợi con chút xíu nha ông. Chị để chừng nào ngăn kêu đi rồi. Ông đợi con xíu nào xong con kêu ông nha. Cái sàn nước của bà. Vậy là ống dây quá dài luôn ha. Cái ống dây mà thợ cho là nó chỉ tới đây thôi nè các bạn. Còn cái này là ống của bà. Ống này của bà, tại vì ống của thợ cho là màu xanh. Bà vui không bà? Vui. Cho cái nước sạch đột mừng dữ lắm. Nhà bà có hai cái bồn chứa. Rồi quay cái kêu gắn đi. Nè bà cầm đi bà cho bà vui.
Để chút xíu nha. Rồi. Ở đây có cả hai cái bồn luôn. Bà xài hổng gà bà có bơm thường xuyên không? Có bơm. Dạ. Bơm trong cái thùng nhỏ mà, còn cái này bơm nước ở dưới sông lên tắm bò. À, còn cái nước này tắm bò. Dạ. Đây mình bỏ cái nước này ra đi. Dạ rồi. Wow, nước rất là trong luôn. Nước nó trong nó sạch. Bà thích không bà? Thích. Dạ, thở khoan được mấy bữa rồi bà? Dạ, nay được 3 bữa. 3 ngày rồi ha. Dạ. Nước trong quá. Nước trong rất là. Wow. Còn không có cây nước này thì phải xong bên nó lắm thằng. Vậy đó hả bà? Nước được ngày rồi. Dạ, rồi Ngân ơi. Rồi tắt. Tắt đi, trong quá rồi. Wow, nước quá trong luôn bà ơi. Rồi, mình đi vô nhà đi bà để cho ông tắt. Dạ. Rồi đi. Chúc mừng bà ba nha. Sạch lắm ông ơi. Hít quá trời luôn. Bây giờ đó tôi đạo điều tôi biết bên đây dạ. Này là phèn ống dữ lắm. À vậy là bên đó không có phèn nhiều đúng không ạ? Vậy mình vô nhà đi hả bà. Mình vô nhà đi ông ba ơi. Công, ông bà cứ ngồi đi à. Dạ thôi được rồi, ông ba ngồi đi không sao đâu. Thôi. Tụi con, bà ba xích qua đây chút xíu nè. Tụi con, dạ ngồi đó đi à. Tụi con rất là vui mừng luôn khi mà biết là giếng nước nhà ông bà làm xong rồi. Dạ, ủa hôm nay con dâu ông bà không có nhà hả? Dạ, nó đi cắt cỏ bò. Ừ, không có nhà. À, không biết là con dâu với lại con của ông bà có vui giống như ông bà không? Vui. Nó cũng mừng lắm. Nó mừng. Dạ. Tại vì cái đường nước đó nó cũng xài cũng thuận tiện, nó qua bên đây cũng thuận tiện. Dạ. Rồi hổng gà có rửa chén giặt đồ hay nấu cơm gì chưa? Có rửa chén, giặt đồ, có giặt đồ, nó giặt dạ. Đồ. Rồi bà ba thấy nó làm sao bà ba? Nước nó sạch, xài nó quá êm. Dạ, quá êm luôn hả bà? Rồi ông ba về, ông ba có bất ngờ không? Tôi về tôi chân hẳn chứ, nó bị bà này bà ở nhà quá bị. Dạ. Nhà, bữa tôi đi cắt lúa lai. Dạ. Lúa. Rồi về cái thấy dâu nhà, dâu với thằng trai. Dạ. Về cái thấy có nước hả bà? Về thấy là có nước. Dạ. Rồi bà ba có thử nếm cái nước đó qua lần nào chưa? Nước nó hơi mặn mặn. À, nó còn mặn mặn đúng không bà? Dạ. Vì lý do là mới khoan đó nên là nó còn mặn mặn. Thì mình mới khoan dạ. Vậy thôi. Bà đợi một thời gian nha là nó sẽ dạ. Hết à. Dạ. Con cũng chúc mừng ông bà rất là nhiều. Bà có thấy nó khác gì nước sông không bà ba? Này khác nó trong hơn, nước ở dưới sông sạch dạ. Sẽ hơn. Sông bây giờ nó sình giờ cũng ghê lắm. Nước ở dưới bơm bên nó sình giờ liền. Dạ, con thấy hồi nãy bà ba có nói là cái nước bà ba xài tắm bò là bà ba xài nước sông phải không? Đi. Nhưng mà con đề nghị bà ba là con có ý kiến là bà ba nên xài nước giếng luôn. Đó, tại giếng vì luôn tại vì ở bên con á có vài chú là xài nước giếng khoan để mà tắm bò thì rất là tốt luôn. Dạ. Bà sợ nước mặn là tắm bò đó mà sợ. Không bà ơi, ở bên con á là người ta là có nước sạch luôn, có nước cây nhưng mà người ta vẫn khoan nước giếng để mà tắm cho bò đó. Dạ nên là bà cứ thử coi sao nha. Nó rất là trong luôn, hoặc là bà xài một thời gian nếu mà nó hết mặn á bà tắm cho bò biết đâu là nó phát phì nó lớn. Tới giờ tôi mới ấy chứ tôi đâu có bơm đâu. À không có nha, không có nhà rồi không có bơm nha. Dạ. Sáng là 6 giờ đi tí, 6 giờ chiều cái gì không? Dạ. Bữa nay xong về sớm. Thì bữa nay thì chắc là hên may mắn hay sao gặp được tụi con. Thì tụi con cũng rất là hơi vui mừng luôn khi mà nhà của ông bà có được nước sạch nha. Thì chúc cho ông bà nhiều sức khỏe khi mà có nước sạch. Thì hôm nay tụi con đến cũng mang đến cho ông bà một cái tấm bảng để mà làm kỷ niệm. À, đây là tên Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho ông bà cái giếng trị giá là 4.500.000 đồng. Dạ ông bà cầm giùm con được xin được phép đọc lên nha. Là nhóm hạt giống nhỏ Mạnh Thường Quân, Long Đông Ri và Friend Foundation, cây giếng số 58 là gửi tặng đến cho ông bà. Dạ. Yeah. Mạnh Thường Quân rất là thương ông bà luôn khi mà tặng cho ông bà cái giếng này để cho ông bà bảo vệ sức khỏe và cả con của ông bà nữa. Cái giếng là 4.500.000 đồng. Ngoài ra thì còn có một cái phần quà khá là đặc biệt luôn. Bà ba có biết là cái gì không bà ba? Không dạ. Ngoài có nước ra thì tôi còn có cả tiền bà. Luôn. Dạ. Ông ba, khoan ông ba. Khoan. Còn cái này nữa nè. Còn cái này nữa rồi mình nói luôn nha cho nó trọn vẹn. Đây, đây là cái số tiền 500.000 của cả ông và bà luôn. Là của nhóm hạt giống nhỏ gửi tặng. Dạ. Tôi cũng thay mặt cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Nhỏ nhỏ vậy đó. Dạ, nhóm hạt giống nhỏ. Hạt giống nhỏ.
À, với hai cô lại với cái chú Quỳ Phiên. Cũng chiếu cố tới tấm lòng của gia đình tôi gì tôi cũng thành thật biết ơn. Và chúc cho Mạnh Thường Quân dồi dào sức khỏe. Cảm ơn ông ba. Để tiếp tục tiếp thêm những cái người nghèo như tôi vậy. Dạ. Dạ, cảm ơn ông ba. Cảm ơn bác thì sao? Cô hai cô nữa nghe. Dạ. Rồi chúc ông ba nhiều sức khỏe nha.